quý vị, tiếp tục chương trình là 10 phút dành cho tạp chí Kinh tế chuyên đề Hạ tầng và Đô thị, chuyên đề do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sapa đến năm 2040. 5 đồ án quy hoạch phân khu cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa Sapa thành khu du lịch quốc gia, trung tâm giao lưu văn hóa vùng Tây Bắc, là điểm đến mang tầm cỡ quốc tế với những sản phẩm du lịch nổi bật về nghỉ dưỡng, văn hóa, trải nghiệm. Bên cạnh đó, Sapa đã chủ động linh hoạt các giải pháp đảm bảo tiến độ và hiệu quả cho những công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn. Những nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên đề hôm nay. Sau phần điểm tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 5 năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định số 400 về việc thành lập Hội đồng Thẩm định Liên ngành, thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Sapa, tỉnh Lào Cai, theo phương thức đối tác công tư. Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các bộ Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Quốc phòng, Công an, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng Thẩm định Liên ngành. Dự kiến quy mô xây dựng cảng hàng không Sapa chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C và sân bay quân sự cấp 2, đạt công suất 1,5 triệu hành khách một năm. Giai đoạn 2 thực hiện sau năm 2028, hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 3 triệu hành khách trên một năm, đảm bảo phù hợp quy hoạch. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án trong nước với tổng vốn là 665 tỷ đồng. Hiện nhiều giải pháp đang được tỉnh ưu tiên triển khai nhằm thu hút các tập đoàn, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực có thế mạnh như dịch vụ, sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, hạ tầng khu cụm công nghiệp. Tỉnh cũng đẩy mạnh quy hoạch chi tiết, tập trung phát triển hạ tầng giao thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế đầu tư, thủ tục giao đất, giới thiệu địa điểm, đăng ký kinh doanh một cửa liên thông, đảm bảo thuận lợi và chỉ tập trung tại một đầu mối. Cùng với đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, Lào Cai chủ động mời gọi các tập đoàn doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Lào Cai hiện có 321 công trình dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích khoảng hơn 4.000 ha. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng trên 1.950 ha, đạt gần 48% tổng diện tích. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình dự án trên địa bàn có chuyển biến tích cực. Cơ bản, việc thu hồi đất phục vụ cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, y tế, giáo dục và các dự án vì mục đích phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nhận được sự ủng hộ của người dân. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền các địa phương đề xuất giải pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, gắn với bồi thường tái định cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, làm cơ sở để triển khai các công trình dự án. Với lợi thế mật độ cây xanh trong nội đô thị khá cao, vì vậy trong định hướng phát triển đô thị của thành phố Lào Cai, tỉnh luôn nhất quán quan điểm phát huy thế mạnh, tạo nên một đô thị sinh thái đặc thù, đưa cây xanh vào đô thị một cách hài hòa, tạo không gian sống cũng như cảnh quan lý tưởng. Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai đến năm 2045, định hướng trọng tâm phát triển không gian xanh là nâng cấp, hoàn thiện và phát triển 3 hệ thống công viên, gồm công viên công cộng phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, vãn cảnh của người dân du khách như công viên Thủy Hoa, công viên Thủy Vĩ, công viên Nhạc Sơn, công viên Hồ Chí Minh, hình thành tổ hợp công viên cảnh quan văn hóa tâm linh khu vực Kim Thành, khu vực Đền Thượng và chùa Tân Bảo. Hệ thống công viên chuyên đề tạo điểm nhấn đô thị, hình thành đô thị xanh sinh thái. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sapa đến năm 2040, thị xã đã khẩn trương lập quy hoạch phân khu với 5 đồ án quy hoạch phân khu được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt sẽ cụ thể hóa mục tiêu đưa Sapa thành khu du lịch quốc gia, trung tâm giao lưu văn hóa vùng Tây Bắc, là điểm đến mang tầm cỡ quốc tế với những sản phẩm du lịch nổi bật về nghỉ dưỡng, văn hóa, trải nghiệm. Theo đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, phường Cầu Mây thuộc phân khu số 3 với khu đô thị, dịch vụ, dọc thung lũng Mường Hoa. Hiện phân khu này có 4 dự án quy mô lớn đang triển khai, trong đó có dự án xây dựng công viên văn hóa Mường Hoa nằm trong khu vực thung lũng Mường Hoa dọc tuyến tỉnh lộ 152. Với đặc thù địa hình chủ yếu là sườn đồi núi, độ dốc lớn, các công trình xây dựng cơ bản bám theo địa hình tự nhiên, hạn chế san lấp mặt bằng. Đặc biệt, việc bảo tồn, khai thác cảnh quan tự nhiên được chủ đầu tư đặt lên hàng đầu. Còn chính quyền địa phương giám sát việc thực hiện đồ án theo đúng quy hoạch. Chúng tôi đang triển khai xây dựng là tuân thủ tuyệt đối theo những cái phê duyệt về mặt quy hoạch tổng thể cũng như là quy hoạch chi tiết được tỉnh cũng như là được Thủ tướng đã phê duyệt. Phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn kiểm tra để làm sao cho các khu đô thị, các dự án triển khai đúng theo cái quy hoạch đã được tỉnh phê duyệt, tránh cái tình trạng là khi sau này xây dựng có những cái điểm nào đó mà xây dựng mà không đúng thì nó rất là rắc rối, nó phá vỡ cảnh quan môi trường chung của không phải riêng Cầu Mây mà của cả thị xã. 5 đồ án quy hoạch phân khu thị xã Sapa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, gồm xây dựng trung tâm hành chính, đô thị giao lưu văn hóa Tây Bắc, phân khu số 1, khu đô thị dịch vụ thung lũng Suối Hồ, phân khu số 2, khu đô thị dịch vụ dọc thung lũng Mường Hoa, phân khu số 3, khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp chăm sóc sức khỏe Sâu Chua, phân khu số 4 và khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng sinh thái phía Bắc thị xã thuộc phân khu số 5. Hiện thị xã Sapa đang tập trung chỉ đạo thực hiện, tuân thủ nghiêm các đồ án phân khu đã được phê duyệt. Bài toán đặt ra đối với đồ án quy hoạch chung mà Thủ tướng phê duyệt phải hoạch định được cái sự phát triển cả du lịch Sapa. Trong đó phải hoạch định ra các khu vực phát triển để đáp ứng yêu cầu phát triển chung cả du lịch. Trên cơ sở quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được duyệt là cơ sở để Sapa đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án. Đặc biệt, việc tuân thủ nghiêm quy hoạch đảm bảo hài hòa giữa phát triển với bảo tồn các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và môi trường sinh thái sẽ giúp Sapa sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành khu du lịch quốc gia tầm cỡ quốc tế với những sản phẩm du lịch nổi bật về nghỉ dưỡng, văn hóa, trải nghiệm. Thưa quý vị, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng thường gắn với những vấn đề phức tạp về đất đai và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều dự án chậm muộn so với kế hoạch. Lường trước những khó khăn phức tạp, đồng thời rút kinh nghiệm từ các dự án trước đây, thị xã Sapa đã chủ động linh hoạt các giải pháp đảm bảo tiến độ và hiệu quả cho những công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn. Triển khai dự án khu trung tâm hành chính mới thị xã Sapa, 380 hộ gia đình cá nhân trong diện phải thu hồi đất. Hiện thị xã đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 303 hộ. Tổng quy hoạch sau điều chỉnh là 65,9 ha, nhưng mới có 27,2 ha đủ điều kiện bàn giao. Từ khó khăn này, thị xã tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng. Tập trung vào đối thoại từng hộ gia đình để đi sâu hơn, để tìm ra những khía cạnh còn tồn tại, còn thiếu sót, còn người dân chưa đồng thuận. Để mà chúng ta cũng tuyên truyền cho người dân biết cái gì đúng thì chính quyền sẽ thực hiện. Thị xã Sapa đang triển khai 97 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng. Riêng năm 2024, thị xã có trên 40 dự án, trong đó có 7 dự án trọng điểm. Những cuộc khảo sát thực tế của Ban Thường vụ Thị ủy tại các xã phường như thế này được tiến hành thường xuyên nhằm tháo gỡ nút thắt, lập lại kỷ cương kỷ luật trong công tác quản lý đất đai. Đồng thời, thị xã cũng thành lập các tổ công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ dân phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ dự án thì trung tâm hiện nay là đang tham mưu thị xã là sẽ ban hành các quyết định cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại điều 70, 71 Luật đất đai. Thực hiện theo cái văn bản chỉ đạo thì chúng tôi phối kết hợp với các phòng ban của thị xã để thứ nhất là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện theo đúng cái chế độ chính sách và cũng giải thích cho nhân dân là cái chế độ chính sách nó qua từng năm, qua từng thời kỳ, theo nó làm phải theo đúng luật. Với phương châm một nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá, 3 nội dung chú trọng, 4 vấn đề tập trung và 5 địa bàn trọng điểm. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng được thị xã Sapa xác định là một trong những lĩnh vực đột phá, quyết tâm gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tới đây, thời lượng tạp chí Kinh tế chuyên đề hạ tầng và đô thị của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.